Trong khi đó, tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói rằng Việt Nam đang có những hành động nguy hiểm trên biển. Ông Tần Cương nói, nguyên nhân trực tiếp làm cho chiếc tàu đánh cá của Việt Nam bị chìm là vì Hà Nội đã bỏ qua những cảnh báo và khuyên can của Trung Quốc, ngoan cố muốn làm gián đoạn các hoạt động bình thường của Trung Quốc và thực hiện các hành động nguy hiểm trên biển. Trung Quốc cũng đã kêu gọi Việt Nam ngay lập tức chấm dứt những gì mà Bắc Kinh gọi là các hoạt động phá hoại và gây thiệt hại trên biển để duy trì an toàn hàng hải và các hoạt động đánh bắt cá bình thường. Ông Tần Cương còn nói rằng, công ty của Trung Quốc đã tiến hành khảo sát gần bờ biển của quần đảo Hoàng Sa trong 10 năm và các hoạt động này nằm trong lãnh thổ và nằm trong ranh giới pháp lý của Trung Quốc. Việt Nam nói, giàn khoan nằm trong vùng 200 hải lý đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình. Một số đồng tàu Việt Nam và tàu của Trung Quốc, bao gồm các tàu tuần duyên, vẫn tiếp tục bao vây xung quanh giàn khoan dầu, bất chấp một loạt các vụ va chạm trong tháng này. Mỗi bên đã đổ lỗi cho bên kia, gây ra các vụ đụng độ. Vào hôm nay, công ty dịch vụ giếng dầu của Trung Quốc cho biết họ đã di chuyển giàn khoan đến một địa điểm khác sau khi đã hoàn thành giai đoạn khoan thăm dò đầu tiên. Báo chí Việt Nam cho biết giàn khoan đã được dời về hướng đông nam, không xa địa điểm trước đó, cách đảo Trì Tôn 25 hải lý, tức là vẫn còn nằm trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.